Dạ thì hiện giờ trên cộng đồng mạng á, người ta nói á, là ai mà nghe heo siêu tinh tế là u mê. Thì heo bà Địa nghĩ như thế nào? Tiểu. Tiểu nói Dạ là không có, không có ha. người ta lại ganh ghét vân tà đó, Dạ ganh ghét nói này nói nọ để mà phỉ báng sư Minh Tuệ, coi sư Minh Tuệ có tu được đắc đạo không đó. Nếu mà người tu á ngay thẳng là đi, nó ai nói gì nói mình buông bỏ hết mới gọi là đắc đạo. Đó, như chuyến rồi á, mở ra thì thấy cả gia đình đều đi thưa bà Phương Hằng. Tôi nói, ủa sao kỳ dữ vậy? Sao ông Tệ mà sao lại thưa bà Minh Hằng? Người tu rồi, buông bỏ thì không có được. Đúng đấy, trời, con cũng xin cho bà chúng đừng có thưa bà Phương Hằng, còn trong dòng họ anh em thưa được. Chứ còn ông tu đâu có thưa được. Nhưng mà giờ nghe lại là anh của Minh Tuệ đó mừng vì ông mới đắc đạo đó. Nhưng mà người ta nói là nói, nhưng mà đây chịu nói cho cậu nghe nha, bà Phương Hằng là có bà chúa xứ mượn xác bà đây, tại vì trong các mẹ chỉ có bà chúa xứ là kho nhiều nhất đó, nên mới mượn mượn xác của bà Hằng để mà làm việc. Nhưng mà bà Hằng bà ngu, bà nghe lời người ta đó, bà chửi bà mắng bà nói này nói nọ làm chi rồi lấy cái nghiệp của người ta. Rồi vô tình bây giờ này á, thay vì Thích Trân Quang ổng chửi thằng Ba Trợn mà tiêu tan hết tất cả, thì bây giờ này á ổng chửi Minh Tuệ gì đó bà chú xứ thâu hết trơn rồi, không có còn độ nữa. Bà biết ở biết là bà chú xứ mượn sạc bà đó, nên bà mượn tao tao thì có nói tập à, người nữa đó. Nhưng mà bà ham biết làm phước nhiều, nhưng mà cái khẩu của bà hại bà đó. Tại vì á, ra tù mà bà nói về Trương Minh Tuệ nha, lên mây luôn rồi cộng đồng rồi tao quý tao mến đằng này, bà chữ bà nói như vậy tiêu hết trơn đâu có còn nữa. Bây giờ tao thấy bà tao ghét tao chửi, đâu có còn những người mà quen của bà giờ tiêu hết trơn rồi đó. Còn những người mà chữ bán ông bà không Minh Tuệ á là có đứa con tà nó kéo, mà bây giờ này á bà Phương Hằng bà đang bị yếm, người ta chơi bà đó là một chị nào nữa, nên nó kiến muốn nói là nói để mà khóa khóa ông sư Trương Minh Tuệ. Nói chứ mình dùng bùa ngải bây giờ tới bên Mỹ nó cũng chơi được nữa, nó cũng làm được nữa, chứ khỏi cần mà đứng sát bên đó. Tại vì nó ghét, nó ganh tị ông Trương Minh Tuệ giờ này nổi tiếng tất cả toàn cầu, nên giờ nó làm cho ổng để mà bớt, không có ai mà giờ ngồi mà đừng nghĩ nữa. Nhưng mà bà Phương Hằng quý tài làm cái gì khóa quýt thì người ta còn kính nể không, ta thương ta quý mến những cái hạnh của ông. Còn như quý tài với cô Hằng tiêu hết trơn, nếu ông bớt cái khẩu lợi thì bà không có tù. Nhưng mà trước tiên là bà phải lại vô lại sư Minh Tuệ, hay là qua lại Đức Chúa bên cha nhà thờ thì bà không ở tù đó. Người ta xin thì bà trên ta chuyển mà thì bà không ở tù. Nhưng mà chuyến này mà bà ở tù một cái rồi một cái tiêu luôn. Thì thưa
cô Tiểu ha, thì ngày hôm nay có một số người nói là sư Minh Tuệ đi hành đạo như vậy là để phá đạo, không có giúp được cho người dân Việt Nam. Thì theo cô Tiểu nghĩ như thế nào? Theo như Tiểu á, ông đi như vậy để một quần quá chúng sanh, khi nào cơm điện mà khiến cho quá tan những nguyên tài tà đó. Ông đâu có nói gì đâu, nhưng mà tại bây giờ này á, ông đi đến đâu á, điện quần quá chúng sanh, Phật tử ta thương mến, chứ không ai mà đó. Thì bây giờ này con mấy thông thiệt chùa giờ ghét lắm, ghét Minh Tuệ và ghét những người tu mà đi theo Minh Tuệ á, mày càng ghét Minh Tuệ. Thì bề trên cũng khiến cho Phật tử thương mến Minh Tuệ, tại vì biết sao không, thích thi hành ông tu đó, ông nở nụ cười. Mình ông Đức Ca ông đâu có cười, nhưng mà ông Di Lặc ông cười đó, nên tôi mới nói là ổng có điện của ông Di Lặc ổng nhược đó. Nói chung á là ổng càng cười thì bá tánh dần dần đều khỏe, mà ai ổng cười cái bá tánh dần dần đều cười theo à, để ý thử coi đó. Nhưng mà ổng đi đến đâu mà ai chữ ổng sẽ tiêu. Màn này á khu tí 10 quần, nhưng mà tu có 5 à, chỉ biết có tiền cái tiền, chứ tâm thì không có. Nhưng nói chung bây giờ làm ăn thì có khăn, làm đồng tiền thì có kiếm, cầm tiền ra có mua được gì đâu đó. Mà từ đây cuối năm á đàng hoàng có năm thịnh ha, gì năm nay năm thịnh ha. Tôi nói chết 7 còn 3 mới ra tới bình, tại vì mình biết tu và biết niệm Phật, nhẹ thành nặng, nặng thành nhẹ đó. 1.000 hay ngàn thôi, đừng có nhiều. 1.000 tuổi thọ mình lên được 1 tháng, ngày mai 1.000 tuổi thọ mình lên được 2 tháng, chứ sao con cháu mình lượng chứ mình đâu có. Người ta làm trật, người ta mang tội, mình được hưởng cái phước, ai tu nấy hưởng, ai làm tí gánh công tu chơi được cả. Màn này tới nơi rồi mà thấy không ai tu. Cũng như cô đi trên, trước là cô đi trên, cô độ người ta, nhưng mà cô nhìn cô coi có tu không, nhưng mà không có. Đó có ngàn hay ngàn à, mà ta không cho. Một lý trà đá đâu phải mà cô trên 10.000 hay chục đâu đó. Nhưng mà ta như cô Tam, người ta cho 20 nhận luôn đi, không cho là cái lọc mười phương chư Phật mua một tờ như sao chứ đó. Cô ước ao cô có tiền cô mua thuốc chuỗi, quẹt dầu cũng tặng người ta, tại vì vậy con biết sao không, cô cho người ta nhận cái lòng cô vui ơi là vui đó, vui mừng lắm. Nhưng mà chỉ như người ta làm ăn được cô mừng, nhưng mà cô cho lọc là con phải ngay thẳng làm đúng, chứ con là không đúng là thua đó. Tại vì bên đây là ta ngay thẳng đó. Bây giờ này con cho con mà nói nặng câu cô cũng không nhận, à cô nhịn đói cô đi lang thang như vậy, mà cô đi là cô ngủ nhật nghỉ không à, cái tỷ như nhà nghỉ 100 lấy cô có 50 à. Tại vì biết sao cô lấy bệnh mà mình ngủ miểu đồ á, đi tiểu xa quá đó, mình ngủ nhà trọ cô nghỉ đỡ. Đó rồi cô đi ra chợ, con biết không, cái chợ có được 100.000 là đủ tiền xe ông đó ôm thôi, nhưng mà lại cô lại vui. Dạ thì cảm ơn cái cô đã chia sẻ ha. Thì vừa qua là có một số bình luận á là cũng đang thắc mắc á, là khi mà sư Minh Tuệ tu như vậy nè, khổ hạnh như vậy nè, rồi có giúp gì cho đời không, Tiểu, cô Tiểu? Giúp cho đời là giúp cho mạnh giỏi,
quay đầu vô bờ kêu với cha với mẹ. Dạ. Bây giờ tu tâm tu tính đang ở hiền lành, ai nghèo khổ mình giúp, ai chữ là nhịn là tu rồi. Phật thì đâu, Phật thì tâm chứ đâu phải vô chùa là tu. Biết bận áo nâu sòng mà cái tâm không có thì cũng như tâm. Thì đã nói là minh tệ ông đi đến đâu là ông quần quá chúng sanh đó. Thì ông đi nơi đâu những người tà ma hoại này nọ ta thấy ông, giờ ta kính trọng cũng quá, nên giờ ta ganh ta ghét để mà ông đạt quá đó. Như cô nghe, cô đi nay 30 mấy năm trời, đáng lẽ là cô rước đài lâu lắm rồi, chứ không phải mà giờ này mà còn ngậu đây đâu. Vì bây giờ cái hạnh của cô với hạnh minh tại chỉ có một à, nhưng mà cái hạnh của cô lại đi xin, còn cái hạnh ông đi xin cơm thôi đó. Nhưng mà ông đi á thì ông dìu dắt chúng sanh vào con đường đạo pháp đó. Ông nói câu nào thì ra đúng câu đó, ít nói nhưng mà người ta làm được. Còn quý thầy chùa nói thao thao bất tuyệt nhưng mà nói được mà là không được. Người ta nói tay cái xác cái tiểu muốn chơi em cho về tâm. Ông anh của Minh Tệ á, với ông Trần với Trầy, nhưng mà vợ ông Tình không chịu, tại vì vợ ông Tình là quỷ theo khóa Minh Tệ. Chứ nếu á bà có phước, bà có chồng có con, nhưng mà được vợ được gia đình của ông Tệ cưới, đáng lẽ mình phải thương học hết, mình phải lo cha chồng to này nọ. Đằng này ông chữ ông anh chữ không còn cái trơn, coi anh em ra cái gì. Bây giờ tiểu nói như vậy, cái đó là phải thử thách của siêu Minh Tệ không? Thử thách đó, thử coi mình có chịu nổi không. Như cô cũng thử thách dữ lắm á. Nên thử thách nè, tại vì cô á, ta dê cô làm bệnh ta dê. Ta nói tôi bây giờ lấy ổng đi, ổng lo cho tam bảo này nọ ổng làm, mà không gần gũi. Mình cừ, bây giờ mình tu nè, ông ra ôm nó cũng dê, nó nói mình biết, nhưng mà cừ thôi, chứ không chữ lại. Mình cừ thôi, mình chữ lại làm sao được, mình người tu, giờ không lẽ mình chữ người ta. Giờ mày có nắm tay tao, tao cũng cho mày nắm á, nhưng mà lòng tao không nghĩ vậy đâu. Đó, thử thách trăm tám tử này tử nọ, ta chửi ta mắng, đòi lỗ quần mình ra rồi đó. Công nhận là bữa coi là Minh Tệ nói là buồn ngại có đi, trời ơi nó chơi cô, nó quánh cô, nhưng mà kiểu nó có người cứu, không có cho vô được, vô cái ra liền. Nhưng mà ai chơi cô quánh cô rồi đi, rồi sẽ tới cái cảnh đó. Cũng y như Minh Tệ vậy, ai chữ ổng cái là vậy. Cái hạnh cô với Minh Tệ chỉ có một thôi, ai chữ cô á, bà kia lấy con 100 ngàn cưa hai ngón tay này sáng sau, rồi bà kia bà chửi cô thì bà bị chơi động liền đó. Rồi cái ông kia ông nói mày là đĩa. Giờ bắt đầu tôi nói địa này địa Tây Phương, chứ không phải mà địa này đi kiếp. Tối đó bắt hai cây đường gọi. Rồi hai ngày sau mà trong chùa vô, ai giúp đỡ tiểu bề trên cho gấp ngàn lần, mà ai chữ tiểu trong cái xác này á, rồi sẽ bị. Cái hậu trước cách nay mười mấy năm, cậu chút tiểu chút á, cái này đã tắt chút nha, mà tiểu chút cho tiểu không biết chút người ta làm ăn được, chúng độc đắc 8 người đều đúng đủ 8 người. Nhưng mà sao cái bà này bà chút cho tu rồi tu, chứ đừng chút cho chúng số nó dẹp mất luôn. Bữa cô đi tiểu đi về là chá, tôi nói cho tiểu ở câu cậu cô ơi, bữa cô cho con cái chó cái con trúng, mà không biết làm sao gặp cô, trong cho tiền cô.
cũng ăn ủi đó. Đỡ ra đâu có gặp, tại vì cô một năm cô đi dịch giá tuyển dụng trực. Mà con biết không, khi mà cô bận đồ này cả trần ai giai cụ suy nghĩ hoài không biết làm sao, tối nào cũng thấy bận, thấy như vậy hết trơn. Rồi cô mua giải, cô Mai từng nghĩ nữa. Nói thiệt, cô Mai đây đi, chứ có ai mà cứ yêu thệ gì. Cô bận còn là Mai tay từ hầu đi tu tới giờ, từ ngày cô bước chân tôi ra. Vừa xưa trở lại. Thưa Tiểu là có thể khi nào mà Tiểu nghĩ là sư Minh Tuệ có phải là Phật không? Nói chung ổng còn học, nhưng mà ổng có địch, có lệnh của bề trên cho xuống đây để mà dìu dắt chúng sanh vào con đường đạo pháp. Nói chung á là Phật Thầy với Minh Tuệ thì ông Phật Thầy cứu được, chứ còn Minh Tuệ cứu không được, tại vì ông mới học đây à, ông chưa, cũng như đất đạo thôi, chưa có nhiều đó. Nhưng mà bề trên đã biết hết trơn, ông có biết trước mà. Nó y như cái xác này chỉ yêu cầu là mở cái xác ra là cũng y như nói chuyện à, nhưng mà xác này chưa có mở huệ ra đó. Nên giờ cái xác này á, Tiểu mới dẫn cái xác đi ra tìm âm đó. Thì con xin ơn trên trời Phật và củ quyền của thầy khiến cho ông thầy ông về ngôi của âm tấn, để mà tụi con có đến tâm thầy giết thầy. Chứ bây giờ này á, thầy đi như vậy rồi tụi con đâu có gặp được. Xin ơn trên cho Phật thương con và cho thầy một thích Minh Tuệ về đó và đổ cho gia đình và con cháu mạnh giỏi buôn may bằng đất đó. Nên thấy mà ông Thành á, ông đi theo đó cũng mừng. Nay chắc bà trên đây cũng chuyển á. Dạ. Ông mày cũng xin chuyển cho vợ chồng Trình nó quay đầu vô bờ. Dạ. Thì mấy ngày qua thì sư Minh Tuệ xuất hiện trở lại á, thì theo Tiểu nghĩ là cái y của sư Minh Tuệ tròn cái màu đỏ thì nó có ý nghĩa là nó có hiển thị là heo mình nghĩ nó có cái điểm gì không? Có cái y phát trên màu đỏ đó là kiểu như trong gia đình im ấm. Dạ, y áo màu đỏ ha. Thì thường thường mà đầu năm mà con thấy đồ đỏ mà vô nhà cái là tao mừng lắm. Dạ. Màu đỏ là màu thắng lợi, là màu đem hạnh phúc đến cho muôn nhà mà. Dạ. Vì đám cưới cũng bận đồ đỏ đấy nha. Có hàm ý ha. Có hàm ý màu đỏ. Dạ. Đó, nên mà Minh Tuệ ông có rất quen, ông biết. Dạ. Đó. Bây giờ này cô nói cho ông thầy Thích Minh Thiện á, ông chết là lý do sao ông chết, để cô nói, để Tiểu nói cho cô cho nghe. Đáng lẽ ân nhà ông ra đi đó, nhưng mà củ quyền chuyển trai cho ông đi theo Minh Tuệ, phải không đó. Nhờ đi theo Minh Tuệ ông ra đi như vậy là ông được giải thoát. Nếu mà chết ở nhà không có giải thoát đâu. Đó là cái số của ổng là ra đi như vậy, chết như vậy vậy đó. Nhưng mà đâu có ai muốn. Tới nơi càng kêu ai nữa dạ. Nhiều lúc tối ngủ vào sáng mình thấy mình đứt dậy còn cục cửa là biết mình còn sống. Biết không? Còn mà đứt dậy mà không biết chứ chân là mình đã ra đi rồi. Đó. Thì bây giờ này cái màn này đã tới rồi. Thì bây giờ này á, mình biết làm phước, biết niệm Phật, sống. Thì á, tối ngủ mình đi vào được hội Long Hoa Thánh Đức, thấy không? Còn mà không tu thì xuống luôn. Nhưng mà từ đây tới cuối năm á, tà ma nó quậy trong tám luôn, tất cả luôn. Đó.
Nhưng bây giờ ráng tu và niệm Phật cầu xin. Nó khuyên mấy cô đi đâu cũng cầm tép tỏi, thấy buồn ngại không có vô. Ngày nó hại à, hại mà nghe nói. Nhưng mà cuối năm này lần vạn nó thua Phật đó, nên ta nói là bùa nó hơn Phật à. Thì giờ này ông Phật cuối năm này tao mới xuống, tao mới về hẳn luôn. Như giờ này chưa đó. Nói chung là để tôi nói cho nghe nha, kiểu như á, ông thầy Bích Minh Tệ là có chị nó xuống cái là rồi lâu lâu nó chạy nó coi sao giống dữ à đó, thì nên ông xuống tham nhũng cho tiêu trên đi à. Chỉ có Bác Hồ làm việc thôi, chứ còn ngoài ra thì có làm việc, ví dụ cái đó là để có Bác Hồ. Còn đạo đời á thì đạo á thì chỉ biết tu và biết hòa đồng, biết thương yêu nhân loại đó. Mà tu á khó lắm chứ đâu có dễ. Nếu mà dễ tu thì tu hết trơn rồi đó. Bây giờ này đạo là đời xong nhau. Nhưng mà nếu mà bà Hằng mà bà tu nữa nha, cái đó nha, rồi ok. Ả là hậu kiếp trước bà cũng tu á, với Minh Tệ là tu cùng chung huynh đệ với nhau á, cùng một cái hướng á. Nhưng gì xuống đây nên hai bên mới như vậy. Cái nhân quả kiếp trước mà, kiếp trước sao thì kiếp này nó như vậy đó. Nên Minh Tệ nhiều lúc cũng nhiều giấc hả, nhưng mà bên bà buồn ngãi nhiều quá, cứ chơi bà, hại bà. Chứ bà đừng có vụ buồn ngãi cái nha, là bà khỏe lắm đấy, đỡ lắm. Nghe. Thì nói chung giờ màn này tới nơi rồi, trời kêu ai nấy dạ, kết bảy còn ba mới ra tới bình. Bây giờ này nè, ta nói là tháng 8, tháng 9, rồi ta tháng 10, rồi tháng 11 đó, lãng quạng á, có thể có chuyện á, nhưng mà không biết chuyện gì đó. Nhưng mà cuối năm này rồi á, cũng thấy cái cảnh á, không có gạo mà ăn. Bây giờ ráng mà tặng là tiền để dành, để mà sau này hữu sự sau này. Dạ, thì thôi thì cuối chương trình rồi, thời gian thời lượng thì nó cũng có hạn. Thì cuối chương trình thì cô Địa thì có cái lời gì nhắn gửi đến cô bác anh chị không? Thì tôi bây giờ Địa này và thằng Tiểu cũng chúc mấy cô và Mạnh Thường Quân và bà con cô dì chú bác, những người Việt Nam và các nước ngoài lúc nào cũng mạnh giỏi, buôn mai bán đất có lộc có tài, lúc nào khách cũng đến mà niệm Phật nhiều, tiền nhiều, gì cũng nhiều, sức khỏe cũng nhiều, ước muốn nhiều cũng nhiều, mà đồng tiền cũng nhiều, tu cũng nhiều, cả gia đình đều tu mà cả gia đình đều niệm Phật. Và